Vi, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của Moto.net. Thì hôm nay Vi sẽ review cho mọi người về cái dòng RAV Boss S2 này. Đây là cái dòng RAV mà Vi vừa mới được trải nghiệm xong, nên Vi sẽ review cho mọi người một cách chân thật nhất cũng như là những cái trải nghiệm của Vi về sản phẩm này ha. Thì đầu tiên là phải nói về hình dáng của em này. Thiết kế của nó với chiều dài là 37, bề cao của nó là 21 và bề rộng của nó là 14. Đây là một chiếc loa có thiết kế rất là nhỏ gọn ha. Đây, Vi sẽ thử cho mọi người xem nha. Ui, cực kỳ nhẹ luôn nha mọi người. Vi là con gái mà Vi xách nó lên, cảm giác nó rất là nhẹ luôn, như là mình xách một cái gì đó thôi à, không có nặng lắm nha mọi người. Với cái thiết kế nhỏ gọn như thế này thì Vi đáng khoảng từ 4-4,2 kg thôi. Tiếp theo là cái dòng RAV S2 nè, thiết kế màu sắc đó là màu đen. Không biết các bạn như thế nào, nhưng mà riêng đối với Vi thì Vi thực sự rất là thích cái màu đen này luôn. Thứ nhất là nó sẽ trùng với màu áo của Vi hôm nay. Và thứ hai nữa là khi mà các bạn đi chơi hay đi du lịch cùng bạn bè mà muốn đem theo em này á, thì sẽ tạo cho mình được cái một cái phong thái gọi là sang trọng và nhìn nó sạch sẽ hơn rất là nhiều luôn. Đó, tiếp theo là Vi sẽ nói với mọi người về cái mặt trước của nó ha. Mặt trước của nó, Vi phải ví dụ cho mọi người về một cái liên tưởng như thế này ha. Đó là khi mà mọi người đi ra đường á, mọi người để ý thì những cái chiếc xe ô tô là được thiết kế kiểu hình giống như là hình những loài thú vậy đó. Nhưng mà ví dụ như là chiếc xe BMW vậy, chiếc xe đó là thiết kế nhìn cực kỳ giống cái hình thù của loài chó luôn đó mọi người. Riêng đối với lại loa Boss S2 này thì mọi người nhìn kỹ đi, đố mọi người biết là chiếc loa này thiết kế với cái hình dáng của loài thú nào luôn á. Theo Vi nè, mọi người nhìn đi, đây là cái loa bass nha. Cái loa bass là chính giữa này là nó có thiết kế giống như là cái mũi của con gấu Goliath vậy đó. Đây là mình cứ liên tưởng cái loa bass này với đường kính là 5,25 inch là tương tự như là cái mũi của con gấu Goliath vậy. Còn hai bên đây là hai cái loa jack. Hai loa jack với đường kính là 2 inch ha. Thì hai inch này nó giống như là hai cái cặp mắt của cái con gấu Goliath, cực kỳ dễ thương luôn nha mọi người. Mọi người thử search con gấu nó ra đi, rất là đẹp luôn á. Mọi người thấy không? Một chiếc loa nhỏ nhỏ gọn mà xinh như thế này mà với thiết kế một loài thú rất là cơm luôn. Đây là mặt trước của em nó ha. Và bây giờ Vi sẽ cho mọi người xem mặt sau của em nó nè. Đó, mọi người thấy không? Ở đây thì Vi thấy có cái hai cái màn như thế này đây. Đó, hai màn như thế này. Vi cười không rành chuyên sâu về những cái loa như thế này. Thì theo Vi nghĩ hai cái màn này là hai cái màn cộng hưởng để tạo cái độ sâu cho bass đấy mọi người. Bây giờ Vi sẽ cho mọi người xem về cái bảng điều khiển của nó ha. Bây giờ Vi sẽ giới thiệu cho mọi người về cái bảng điều khiển nè. Quay cận cảnh cho mọi người xem cái bảng điều khiển của nó luôn nha. Đây, mọi người thấy không? Bảng điều khiển rất là nhỏ gọn luôn ha. Đầu tiên là phải nói về cái nút vô này. Đây là cái nút âm lượng của nhạc nha. Còn nút này đó là nút bass. Còn đây là nút chat. Nút này là mình có thể là tắt tiếng của karaoke. Mọi người ca sĩ hát, ví dụ bài hát mà mọi người bật mà có tiếng ca sĩ hát, mọi người có thể tắt bằng cái nút này ha. Thì tiếp theo là nút guitar volt. Guitar volt này là nút âm lượng của guitar. Và hai cái chỗ này là mình có thể gắm guitar vào luôn nha. Tiếp theo mà cái nút mà Vi phải nói là cực kỳ thích đối với cái chiếc loa Boss S2 này, đó là nút mid tone. Thì bây giờ Vi sẽ test cái nút mid tone này cho mọi người xem thử cái điều diệu kỳ gì ở cái nút này mà khiến Vi cảm thấy thích thú về cái dòng loa này như thế này ha. Đầu tiên Vi sẽ mở mic lên ha. Alo. Đó, mọi người thấy không? Đây là cái giọng bình thường của Vi ha. Bây giờ mình sẽ vặn cái nút mic tone này xuống với mức là thấp nhất nha. Alo. Thì cái giọng của Vi cực kỳ trẻ luôn á mọi người, như cái giọng con nít gì đó. Và tiếp theo nữa là mình sẽ vặn nó với cái mức là cao nhất để xem thử cái giọng của Vi nó sẽ thay đổi như thế nào nha. Alo. Trời ơi, phải nói được, buồn cười lắm luôn á, nghĩ sao mà cái giọng già kinh dị đó. Dòng chính của mình ha, dòng xuống tông con nít và dòng lên tông người lớn, dòng người già đó mọi người. Và tiếp theo nha mọi người, là Vi sẽ giới thiệu cho mình về cái nút mic loud này, có nghĩa là nút bass của cái mic và nút jack của cái mic ha.
đây là delay và echo, và đây là nút âm lượng của mic. Đó, mọi người thấy không, với một cái thiết kế cái mẫu điều khiển nhỏ gọn như thế này mà rất là nhiều công dụng cho mình luôn, đang dễ dàng sử dụng cho nhiều phụ nữ hay trẻ em, nhìn qua là mình có thể dễ dàng sử dụng nó hơn ha. Vậy đó, bây giờ Vi sẽ test cho mọi người về cái nhạc của nó ha mọi người. À, có một cái nữa mà Vi quên nói với mọi người ha, cái dòng đốt, cái dòng loa Boss S2 này nè, nó sẽ là chuyên về nhạc nha mọi người. Hát karaoke cũng rất là hay, nhưng mà cái dòng này thì nó sẽ chuyên về nhạc hơn, nghe nhạc và Vi sẽ nói là cực kỳ hay luôn nha mọi người. Bây giờ Vi sẽ test nhạc cho mọi người coi nha. Đây là điện thoại mà Vi đã kết nối và Bluetooth rồi nha. Đầu tiên Vi sẽ cho mọi người xem một cái, nghe một cái bản nhạc rumba buổi sáng ha, xem thử cái loại nhạc này nó như thế nào đối với cái loa Boss S2 này nha. Thì
Không biết các bạn như thế nào, nhưng mà Vi thì qua cảm nhận đó thì Vi cảm thấy rất là tuyệt ha. Mà nếu các bạn muốn bản thân cảm nhận trực tiếp về cái dòng ra Buds X2 này thì mình hãy tới địa chỉ của moto.net, đó là số 4 đường Tân Hải, quận Tân Bình, để trải nghiệm trực tiếp các em này và nêu ra những suy nghĩ của mình ha. Thì xin chào mọi người và hẹn mọi người vào những cái clip tiếp theo. Nếu mà mọi người xem thấy clip hôm nay của Vi hay á, thì mọi người hãy đăng ký và cũng như là like giúp Vi ha, để Vi có động lực để làm thêm nhiều clip khác cho mọi người. Chào tạm biệt.